Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Bạn tuần 1 là những người dạo gần đây có thể là bạn xem tin tức thế giới khá là nhiều hoặc là có thể là bạn cũng đang ở nước ngoài. Một số bạn thì có thể là bạn sắp có những cái sự gọi là hoàn thành hoàn thành hoàn tất xong một cái khóa học hoặc là một cái chu kỳ hoặc là một kế hoạch nào đó. Thì dạo gần đây các bạn có một cái hứng thú nghiên cứu về tâm linh tinh thần hoặc là các bạn có một sự gọi là gắn kết nhiều hơn. À, với um, ơn trên ha, các bạn có sự cầu nguyện nhiều hơn, nâng cao đức tin hoặc là một số bạn sẽ thích đi chùa hoặc đi nhà thờ rất là nhiều trong thời điểm này ừ, các bạn là những người thông thái thông tuệ ha, và có khả năng chia sẻ cái sự khôn ngoan đó cho người khác ừ, là một người hướng dẫn dẫn đường cho người khác và mình thấy có thể là bạn cũng có rất là nhiều bạn bè hoặc là cũng được rất là nhiều người ngưỡng mộ về cái tài năng cái kiến thức của các bạn ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn là một người biết thuận theo tự nhiên biết xu theo dòng và đây là cái thời điểm mà có thể là bạn đang một cái, có một cái sự phát triển một cái hành trình tâm linh sâu sắc hoặc là các bạn sẽ xác định được mục tiêu hướng đi con đường phía trước có sự rõ ràng hơn về cái mục đích sống ý nghĩa cuộc sống này và muốn tạo nên một cái cuộc sống có giá trị hơn và bạn là một người sống nhân ái tình cảm và có thể bạn cũng rất là thích đi biển đâu đó rồi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào Trong vòng 24 tiếng tiếp theo mình thấy có thể cuộc sống của bạn cũng rất là vui nha Có thể là bạn sẽ có rất là nhiều nguồn tài chính đối với các bạn đó Tiền thưa, tiền lương, tiền thưởng là nhận đầu tư Hoặc là một vài bạn có sự mua bán vàng gì đó Hoặc là có khả năng gọi là quan sát, xem xét cái giá tiền giá vàng trong uh, ngày này Ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có sự ăn tiệc, ăn uống vui vẻ Hoặc là uống nước trái cây vân vân Một ừ. số bạn thì có thể có một cái sự hợp mặt ha uh, Ừ, ngoài ra thì mình thấy các bạn có sự biết ơn về những cái thành tích và những cái chiến thắng mà bạn đạt được à, có thể là bạn cũng sẽ phát triển một cái dự án mới hoặc là trở thành một con người mới với những cái sướng hướng suy nghĩ tích cực hơn hoặc có những cái giải pháp gì đó được đưa ra với các bạn hai ừ, bốn tiếng tiếp theo này mình thấy các bạn cũng cũng một số bạn có thể vẫn còn làm việc ha cũng rất là miệt mài với công việc của mình thậm chí có một số bạn gọi là thức khuya làm việc nữa đó và mình thấy các bạn cũng nên uống nước nhiều ừ. à, ngoài ra thì có thể cũng được rất là nhiều người khen ngợi các bạn Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có những cái đồ món đồ mới như là quyển sách mới hoặc là một cái món đồ gì đó bạn có sự nghiên cứu ha. Và ngoài ra thì các bạn nên gọi là có một sự trưởng thành chững chạc đừng có tranh cãi với những người họ có cái nguồn năng lượng tiêu cực hoặc là họ có một sự chưa có trải sự đời và thích có một sự gọi là ngựa non háo đá cho nên là việc của các bạn là nếu người ta không có nghe thì tốt nhất mình đừng có mất thời gian để tranh cãi với họ làm gì ừ, tập trung vào việc của mình thì bạn sẽ càng sinh lợi nhuận và càng gọi là gia tăng tài chính hơn nữa ừ. một số bạn có sự phân dân giữa hai hướng đi hai con đường hai sự lựa chọn ha à. và mình thấy có thể là trong vòng 24 tiếng tiếp theo một số bạn các bạn sẽ có quyển sách mới hoặc là có những kiến thức mới gì đó được ơn trên gọi là phụ khắp để bạn có thể có những cái nhận thức sâu sắc rõ ràng hoặc là bạn sẽ tìm ra được một cái giải pháp cho một cái tình huống nào đó khó khăn một số bạn là hơi bị nhức ở đỉnh đầu ha hoặc là bạn có thể là cho truyền đạt kiến thức cho người khác chẳng hạn à. ở đây mình thấy có thể là các bạn cũng được hỗ trợ cái sức mạnh cá nhân để bạn có thể có một cái sự mạnh mẽ để nói lên cái chính kiến cái điều bạn mong muốn thể hiện được cái niềm tin của các bạn cái sự vững chắc của mình uhm. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là à, bạn sẽ có được rất là nhiều những cái sự gọi là trọn vẹn Nói chung là mình thấy 24 tiếng tiếp theo của bạn là liên quan đến tài chính khá là nhiều đó ừ. Hạnh phúc về vấn đề này à, Một số bạn sẽ được uh, lên chức hoặc là được gọi là ngợi khang, tán tụng vân vân Thấy các bạn có sự gọi là rất là um, vui vẻ, rất là tự hào về những gì mà mình đã đạt được ừ và các bạn có được những tin tức mới tốt đẹp đến với các bạn ha. Các bạn có được cái sự động viên, sự khuyến khích hoặc có những cái bạn là có sự hợp bàn với đội nhóm với những cái thành viên trong cái tổ chức của các bạn. có một cái sự cùng nhau nỗ lực, cùng nhau đoàn kết để hoàn thành xong cái dự án. thấy là như vậy. Và ở đây thì bạn hãy nói lên những cái lời nói tích cực À, bạn có cái khả năng à, thu hút những điều bạn mong muốn, cái sự dồi dào bạn khát khao bằng chính những cái ngôn từ tích cực của các bạn đó, hãy luôn miêu tả cuộc sống của bạn và à, kinh tế tài chính của các bạn ha, với những cái sự yêu thương, sự lạc quan nhất ừ, và điều đó sẽ khiến cho bạn có thể thu hút được những điều bạn mong muốn hoặc là thu hút được những cái người tích cực đến với bạn, những cái người quý nhân hỗ trợ cho cái sự phát triển của các bạn. Và mình thấy bạn có sự dồi dào Bạn có thể là sẽ dễ dàng chia sẻ Dễ dàng cho đi nhiều hơn à. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo đi nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là uh, một người đang trong giai đoạn của sự đổi mới cuộc sống ha Mình thấy dường như là các bạn đã hởm rài là đang có rất là nhiều điều khiến bạn cảm thấy mỏi mệt, lo lắng, bồn chồn bất an, nghĩ ngợi, phiền hà, nặng trĩu Có nhiều điều khiến bạn cảm thấy rất là tiêu cực Tuy nhiên mình thấy có thể là bạn sắp giải phóng được những cái điều này rồi và Đừng để bạn ngã, đừng để nỗi lo lắng nó nhấn chìm cuộc sống của các bạn ừ. Và bạn cũng khá là nhạy cảm trong thời điểm này Cho nên hãy có sự gọi là cẩn thận trong lời ăn tiếng nói Hãy có một cái thái độ của sự gọi là ôn hòa, nhã nhặn Trong việc gọi là giao tiếp với những người xung quanh Và mình thấy có thể là bạn đang học được rất là nhiều điều Hoặc là bạn nhận ra được rất là nhiều bài học trong cuộc sống của bạn Và mình thấy các bạn có khả năng rút kinh nghiệm Và có thể chia sẻ cho người khác Mình thấy là như vậy một số bạn ở đây có rất là nhiều những cái kiến thức ha, sự thông thái, sự uyên bác và một số bạn có thể làm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo rồi đó hoặc là bạn sắp tham gia một cái khóa học, một cái nhóm đào tạo nào đó và mình thấy thể là bạn cũng là một người có đạo hoặc là một người có một cái đức tin rất là mạnh mẽ mình thấy thì thời điểm này các bạn đang gọi là tập trung nghiên cứu để phát triển về sự nghiệp hơn các bạn quan tâm về vấn đề tài chính của mình các bạn là những người có khả năng gọi là thăng tiến trong sự nghiệp hoặc là các bạn là những người có khả năng tiên đoán dự đoán được những cái tình huống trong tương lai những gì sẽ phát triển và các bạn có được cái cái đường đi rõ ràng và những gì mà bạn đang giao trọng nó đang từ từ gọi là uh, đâm tròi nảy lọc ừ. các bạn có những cái ý chí rất là kiên định à, và các bạn đang trong cái giai đoạn của sự gọi là thoát kén cho hình một chú bướm xinh đẹp rồi ừ. những cái gì mà bạn cảm thấy mù mờ hoặc những cái gì đang tối ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn bây giờ nó sắp được gọi là Uh, buông bỏ hoặc là giống như là sau đêm tối thì ánh bình minh ló dạng vậy đó 24 tiếng tiếp theo các bạn tụ hai mình thấy có thể là bạn sẽ có được cái sự uh, hợp tác hoặc là có sự gọi là gặp gỡ với những cái người bạn cùng chung chí hướng ha hoặc là có thể là bạn sẽ có được cái sự hẹn hò với người yêu vân vân ừ. và các bạn cũng được khuyến khích hãy cân bằng hãy hòa nhã À, đừng suy nghĩ tiêu cực bởi vì những suy nghĩ tiêu cực nó sẽ khiến cho bạn mất đi cái khả năng gọi là tỉnh táo để đưa ra những quyết định phù hợp ừ, cân bằng là cái điều các bạn cần trong thời điểm này và có thể là bạn cũng thấy rất là nhiều con số lập 22 trong thời điểm này nữa đó thấy các bạn có sự quan tâm nhiều đến gia đình và cha mẹ đặc biệt là mẹ các bạn ha à, thấy các bạn có thể là có sự kết nối với mẹ của mình hoặc là một vài bạn có thể là sẽ đi đến chùa hoặc nhà thờ cầu nguyện ừ có thể là bạn cũng à, có một sự gọi là kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói để tránh làm tổn thương đến người thân của các bạn. Một số bạn có thể là bạn nghe được những tin tức vui à, liên quan đến à, con cái hoặc là trẻ em. Và ngoài ra thì có thể là cũng có một cái à, thời gian nào đó mà các bạn cũng có những cái suy nghĩ về những cái sự gọi là à, mất mát gì đó trong quá khứ của các bạn. Ừ. 24 tiếng tiếp theo các bạn có thể là hơi hơi trong trên nhưng mà cái giai đoạn cuối thì mình thấy các bạn có sự gọi là lấy lại được tinh thần. Các bạn có sự mạnh mẽ hơn, có sự cố gắng quyết tâm cho những điều bạn mong muốn và mình thấy có thể là sẽ có những tin tức vui những cái điều gì đó đến với các bạn theo cái hướng tích cực ừ. chỉ là trong vòng 24 tiếng tiếp theo này hãy cẩn trọng với những cuộc gọi lừa đảo hoặc là những cái điều gì đó chiêu trò gì đó. Ảnh hưởng đến cái tinh thần của các bạn ha? Hoặc là ảnh hưởng đến tiền bạc của các bạn Một số bạn sẽ có sự chăm sóc hoa lá cây cành Hoặc là hoa lá trong giường của bạn nó có sự nở rộ Và Bạn nào đi ra ngoài giường cẩn thận ong uh, ha, ong chích ừ. Và hãy tập trung vào những gì mình có Chứ đừng có tập trung vào những gì đã mất Hoặc là những gì không có ha bởi vì bạn càng tập trung vào những điều tiêu cực thì bạn càng cảm thấy gọi là không có cái dễ khí không có tinh thần để làm việc á ừ. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đạt được cái sự cân bằng nè cái sự hài hòa nè rất là nhiều con số 2 ở đây hoặc là cái kế hoạch cái dự định gì đó của bạn nó sẽ được hoàn thành ha, trọn vẹn và mình thấy cẩn thận tranh cãi mâu thuẫn ở đây ha không nên gọi là gây hấn với người khác mà hãy dành thời gian để mình tĩnh tâm nhiều hơn à, giữ trái tim của mình nó có sự gọi là êm ái hoặc số bạn có thể có một sự phát triển về tình cảm hoặc là các bạn có sự gọi là um, thăng hoa trong tình yêu à, hoặc là bạn có sự chia sẻ sự yêu thương sự quan tâm đến mọi người cái luôn xa trái tim của bạn nó được gọi là khai mở hoặc là được chữa lành đặc biệt những bạn nào có quen người yêu thì cẩn trọng trong ngôn từ hoặc là ăn tiếng nói hoặc cách suy nghĩ để tránh lời hiểu lầm nhau rồi tổn thương nhau hoặc một số bạn ở đây có những cái sự tranh cãi tổn thương gì đó thì có thể là sẽ được hòa giải sẽ được hoàn thành um, hòa hợp một số bạn hơi cảm thấy mệt nhòi hoặc là áp lực trong cuộc sống ha ừ, có thể là đôi khi bạn cũng hơi bị nhức đầu nặng đầu rồi đó và giống như mình nói các bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ hoặc bạn sẽ tìm hiểu phát triển về cái mặt gọi là tu tâm dưỡng tính ha à, nâng cao cái lòng tốt của mình hoặc là nghe những cái lời hướng dẫn sự chỉ dẫn từ những cái bậc chân tu vân vân ngoài ra mình thấy có thể là đôi khi có một số bạn hơi bị thất vọng một cái điều gì đó hoặc bạn cảm thấy khá là cô đơn ừ. thời điểm này thì tốt nhất là mình không không có nên nghe nhạc buồn ha. Thà, thà bạn nghe nhạc buồn thì bạn hãy để bản thân của mình được tĩnh tâm nghe những cái bài giảng thiết thực cho cuộc sống thì nó sẽ hay hơn nó giúp cho bạn tinh thần của bạn có sự phấn chấn trở lại ừ. ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có, có một cái tư duy uh về sự tích cực và sự dồi dào ừ. nếu như bạn nghĩ rằng cái phước lành, sự may mắn hoặc sự thịnh vượng là có điều gì đó nó sẽ diễn ra trong tương lai thì nó luôn ở trong cái viễn uh, cảnh tương lai nó xa với các bạn thay vì vậy bạn hãy có một sự cảm nhận uh, suy nghĩ và nói về phước lành, sự dồi dào như thể là bạn đã có nó rồi à, ở cái cuộc sống hiện tại rồi thì bạn sẽ nhận được cái điều này sẽ nhận được những sự may mắn về tài chính như thể là mình mình nghĩ là mình đã có rồi thì nó sẽ đến với bạn một cách gọi là trọn vẹn hơn và nó suôn sẻ hơn ừ. trời rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 Để xem qua 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 là những người đang có rất là nhiều những cái cơ hội được mở ra Hoặc là bạn đang suy nghĩ rất là nhiều điều, nhiều việc Đôi khi có thể một số bạn đang bị mất tập trung trong cái công việc của mình Hoặc là cái cuộc sống của mình Ừm Hoặc là bạn cũng là một người có rất là nhiều hoài bão, muốn thực hiện nhiều cái um, Điều gì đó nhưng mà mình thấy các bạn nên tập trung vào một điều mà bạn yêu thích Và bạn cảm thấy là mình có khả năng thực hiện được Chứ đừng gọi là bị phân tán nhiều quá thì nó sẽ khiến bạn mất thời gian Và mọi việc nó cũng không đi đến đâu Tại vì mình tập trung vào một thứ và mình lên kế hoạch để mình thực hiện Thì bạn sẽ à, phát triển hơn ừ. Thấy các bạn là những người sống tình cảm nhân ái Hoặc là dạo gần đây có thể bạn rất là muốn mua sắm nhiều thứ Cái gì bạn cũng thấy thích hết Cho nên cũng nên có một cái sự tỉnh táo ha À quan sát xem xét có cái nào thực sự phù hợp thì mình mua còn không thì thôi không thôi là có khả năng các bạn sẽ bị hao tổn tài chính đó. thấy một số bạn mua sắm khá là nhiều nè à, mình thấy có thể là trong thời gian tới các bạn sẽ có những cái sự hợp mặt những sự vui vẻ hoặc là những cái điều mà bạn có sự đầu tư ha những cái ước mơ đam mê gì đó các bạn có sự phát triển ừ, hoặc là sẽ có những cái sự gọi là ăn mừng thắng lợi một số bạn thì bạn là một người cũng có cái khả năng gọi là liên kết cộng đồng hoặc có một cái nhóm cộng đồng riêng được nhiều người quan tâm để nhiều người nâng đỡ, hỗ trợ. và trong thời điểm này các bạn cần phải có sự rõ ràng, cái gì cũng phải tìm kiếm thông tin rõ ràng chính xác, đừng để bản thân của mình bị gọi là thao túng hoặc là có thể đây là cái thời điểm các bạn cũng nên có một cái sự thanh lọc bạn bè để tránh gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng kiểu vậy. 24 tiếng tiếp theo mình thấy các bạn cũng có sự gọi là chăm chỉ, kiên nhẫn, làm việc, ha, siêng năng, có sự gọi là à, tập trung vào công việc của mình và cố gắng hoàn thành mọi thứ, mọi việc. Một số bạn thì có thể cũng có những cái sự gọi là đấu tranh, mâu thuẫn hoặc bạn xem được rất là nhiều tin tức liên quan đến vấn đề này. Ừ. Hoặc là có thể một vài bạn có khả năng là các bạn hơi nhức đầu hoặc là bạn muốn nghỉ ngơi, bạn hơi mỏi mệt. Ừ. Một số bạn ở đây thì đừng có tranh cãi với người khác, tại vì vậy mình hãy lùi lại, ha, dành thời gian cho chính mình. À, dạ quần đây có thể bạn làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn không có được không có đủ giấc ngủ thì thay vì mình dành thời gian cho người khác mình hãy dành thời gian cho chính mình hãy ít kỹ hơn trong cái điều này ừ. vì nó tốt cho các bạn đừng tốn lời tốn sức tốn năng lượng với những người không đâu những người không có giá trị gì hết ừ. một số bạn là mình thấy thế là bạn khá là bận rộn hoặc là bạn có rất là nhiều việc phải lo phải nghĩ cho nên bạn hơi bị uh, tiêu cực chút bạn hơi bị uh, mệt mỏi hoặc là hơi bị nóng tính đó cho nên là trước khi mình tranh cãi nên lùi lại xem nó có ý nghĩa gì hay không nó có cái sự tranh cãi này có lợi có lợi ích gì cho các bạn hay là nó chỉ mang đến cho bạn những cái điều gọi là tổn hại mất thời gian ừ, cho nên là tốt nhất là mình im lặng là vàng trong thời điểm này ha bạn nào có sử dụng dao kéo cẩn trọng đứt tay ừ. đọc một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn làm việc các bạn chăm chú quá có thể là bạn sẽ bị mỏi mắt đó hoặc là bạn nào làm đêm khuya quá rất là dễ bị cái vấn đề mờ mắt ừ ngoài ra thì mình thấy có thể một số bạn ở đây các bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một người sống nhẹ nhàng nhân ái tình cảm có thể đây là một cái người sẽ chữa lành về mặt sức khỏe hoặc về tinh thần cho các bạn hoặc họ sẽ đưa ra cho bạn những giải pháp những hướng dẫn những con đường để bạn không có bị làm đường lạc lối ngoài ra một số bạn có thể là có sự kết nối với những người thân ở nước ngoài hoặc là xem được những tin tức nước ngoài à, hoặc là một vài bạn có phỏng vấn cuộc thi gì đó của ở công ty nước ngoài chẳng hạn Nhiều số bạn sẽ thi ngoại ngữ vân vân hay có liên quan đến yếu tố quốc tế hoặc là bạn xem những tin tức liên quan đến chiến tranh nào đó vân vân rồi bạn cảm thấy lo lắng phiền hà vì của các bạn là hãy tập trung sống ở hiện tại tập trung vào niềm vui hiện tại ha, còn những gì diễn ra mình không có kiểm soát được thì mình phải để chấp nhận cho nó xuôi theo dòng thuận theo tự nhiên thôi à, vì của các bạn là tập trung vào việc chính yếu của mình chứ không phải là để bản thân mình bị mắc kẹt bị uh, uh, sao nhãn quá nhiều những cái drama bên ngoài à hãy sống thiết thực hơn và thực tế hơn ừ. một số bạn sẽ hoàn thành xong một cái điều gì đó ở đây hoặc là bạn nào ăn uống cẩn thận vấn đề ăn chín uống soi nha để tránh tà um, tào tháo rượt hay gì đó ừ. Một số bạn là mình thấy vào cuối ngày vào cuối của 24 tiếng tiếp theo bạn mình thấy là những cái điều gì đó mà bạn cảm thấy trăn trở là điều hoàn thành hết nó diễn biến theo cái hướng có lợi cho các bạn hoặc là bạn được quý nhân phù trợ giúp đỡ ừ, để bạn có thể kết thúc xong mọi việc một cách êm ái. À, một số bạn ở đây có thể là cẩn thận cái vấn đề mua sắm nhiều quá rất là dễ gọi là hao tổn tài chính hoặc là một vài bạn có thể là sẽ dùng tiền mua mua vàng bạc hoặc là uh, mua sắm những cái uh, những cái món đồ bạn yêu thích để trang trí nhà cửa chẳng hạn và trong vòng 24 tiếp theo có sự giao dịch mua bán tiền bạc gì đó thì hãy xem xét kỹ lưỡng để tránh tiền giả hoặc là à, thói nhầm tiền lộn tiền ở đây ha một vài bạn ở đây thì mình thấy thôi là bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ ừ. hoặc là bạn có sự tĩnh lặng phát triển cái, cái uh, ngôi đền tâm hồn các bạn ừ. hoặc là bạn sẽ có được những cái hướng dẫn rõ ràng hơn về cái con đường phía trước bởi vì có một số bạn hơi bị mông lung lo lắng nghĩ ngợi và các bạn phát triển về sức mạnh sức khỏe ha, ý chí của bạn có sự tăng cường ừ, và bạn có thể là có sự gọi là cứng cỏi hơn mạnh mẽ hơn hay các bạn có thể là sẽ lên trang mạng học hỏi phát triển tham gia những khóa huấn luyện đào tạo ừ. À, ngoài ra ở đây có thể là bạn xem được những tin tức liên quan đến cầu hôn hoặc là có thể ai đó thực hiện lời hứa với các bạn hoặc là bạn thực hiện lời hứa với một ai đó à, hoặc là một số bạn nữ có khả năng một số ít thôi có thể là được người yêu của mình cầu hôn bất ngờ cho nên là bạn bạn khá là bất ngờ ha bạn không biết trước ừ, có một vài bạn ở đây có thể là bạn sẽ tìm kiếm uh, những cái um, lý do hoặc là tìm kiếm những cái gọi là um, nguyên nhân nào đó ở một cái sự kiện nào đó tình huống nào đó ở đây, ha các bạn có sự điều tra giống như là thám tử vậy đó, giống như cảnh sát công an vậy đó, có thể là bạn có sự không rõ ràng một cái điều do đó thì mình thấy có thể là bạn sẽ tìm ra được manh mối chẳng hạn. Ở đây mình thấy các bạn được biến cái hay tích cực, hay có niềm tin và sự lạc quan. Bạn đang mở ra cái cánh cửa tích cực hoặc là những cơ hội những cái trải nghiệm tích cực đối với cái cuộc sống của các bạn ừ. và những cái điều này đáp ứng cái mong mỏi tích cực của các bạn và cái nguồn năng lượng của các bạn đừng cho phép những cái nguồn năng lượng tiêu cực ha, hoặc là những cái điều ảnh hưởng đến cái hành trình các bạn ừ. hãy luôn giữ vững niềm tin và hãy tiếp tục tiến bước trên cái hành trình phát triển cuộc sống hoặc là tinh thần các bạn ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo đi nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.